Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Đức Thánh Cha nhận được một cú điện thoại bí mật khi đang tiếp các giám mục gây nhiều đồn đoán. Lúc 9 giờ sáng thứ tư ngày 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 3.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phao Đô Đại Lục ở nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ 40 tính từ đầu năm đến nay. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã nghe đọc đoạn tin mừng theo Thánh Luca kể lại việc thiên thần loan báo cho những người chăn chiên rằng Chúa Cứu Thế đã sinh ra. Khi ấy thiên thần nói với các mục đồng rằng: các ông đừng sợ, này tôi loan báo cho các ông một tin vui lớn cho cả dân tộc. Hôm nay nơi thành của vua David đã sinh ra cho các ông một vị cứu thế là Chúa Kitô. Đây là dấu chỉ đối với các ông. Các ông sẽ tìm thấy một hài nhi bọc trong tã đặt nằm trong máng cỏ. Trong bài huấn từ tiếp theo, Đức Thánh Cha đã tạm gác lại loạt bài giáo lý về Thánh Giuse để trình bày ý nghĩa lễ Giáng sinh. Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho cộng đoàn và bắt đầu dành thời gian để tiếp một số vị giám mục trên thế giới và một vài linh mục. Ngài không có vẻ gì là vội vàng, nói chuyện thông thả với các vị. Tuy nhiên khi vị thứ năm tiến lên, một phụ tá nói nhỏ bên tai Ngài: Đức Thánh Cha ra dấu cho vị giáo sĩ đang tiến lên gặp Ngài, xin cho Ngài vài giây để trả lời một cú điện thoại. Ngài đã đứng tại chỗ trả lời điện thoại một hồi lâu. Đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra. Vào ngày 11 tháng 8, Ngài đã nhận được một cú khẩn cấp gọi vào điện thoại của người trợ lý của mình. Đức Thánh Cha đã đi khỏi đó và sau đó quay lại chào các tín hữu với nụ cười và lời chúc phúc. Khi được tờ La Repubblica hỏi về cú điện thoại khẩn cấp ngoài chương trình vào tháng 8, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chỉ nói rằng đó là một cuộc điện thoại riêng và do đó không thể tiết lộ điều gì về điều đó cả. Không ai có thể đoán được người nào có thể gọi điện thoại khẩn cấp cho Đức Thánh Cha trong một bối cảnh như thế. Các chương trình làm việc của Đức Thánh Cha đều được lên lịch và được công bố rộng rãi. Hơn thế nữa, buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha là một sinh hoạt cố định diễn ra hàng tuần. Trước buổi tiếp kiến này, dành riêng cho lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Chính thống giáo Nga của Tổng giáo phận Volokoslam là Đức Cha Hilarion Alfayet, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thánh Công đồng Chính thống giáo Mạc Tư Hòa. Các nguồn tin của Vatican nói với Telegram rằng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Tổng giám mục Hilarion là bước đầu tiên trong việc chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mới giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirill. Hai vị đã gặp nhau vào tháng 2 năm 2016 trong một cuộc gặp song phương đầu tiên giữa người đứng đầu Giáo hội Công giáo và nhà lãnh đạo Chính thống giáo Nga. Giáo hội Chính thống Nga có từ gần 1.000 năm qua là giáo hội chính thống giáo có số tín hữu đông nhất trong số các giáo hội chính thống.
không thể tham dự duy nhất một thánh lễ vào chiều thứ bảy cho cả lễ Giáng sinh lẫn lễ Chủ nhật. Website của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, có một thông báo đáng chú ý sau. Lễ Giáng sinh là lễ lớn thứ hai trong năm phụng vụ của giáo hội, chỉ sau lễ phục sinh. Đó là lễ buộc, nghĩa là các tín hữu có nghĩa vụ tham dự thánh lễ, trừ ra trong các khu vực còn bị lockdown, không thể có thánh lễ. Thánh lễ Giáng sinh là một trải nghiệm tuyệt vời mà nhiều người không coi đó là nghĩa vụ gì cả, nhưng hân hoan tham dự thánh lễ với gia đình và bạn bè. Trong năm nay, Giáng sinh rơi vào ngày thứ bảy, có nghĩa là chúng ta có những lễ buộc liên tiếp nhau. Làm thế nào để hoàn thành cả hai nghĩa vụ? Giáo hội mời gọi chúng ta cùng nhau tham dự lễ Giáng sinh cũng như lễ Thánh Gia Thất vào ngày Chủ nhật 26 tháng 12. Để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải chọn thời điểm để tham dự thánh lễ Giáng sinh. Anh chị em có thể tham dự một trong ba thánh lễ sau. Thánh lễ tối Giáng sinh ngày 24 tháng 12. Thánh lễ lúc nửa đêm ngày 24 rạng 25 tháng 12. Thánh lễ ngày Giáng sinh ngày 25 tháng 12 trước 4 giờ chiều thứ bảy 25 tháng 12. Tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác, sau 4 giờ chiều, phụng vụ chính thức chuyển đổi và thánh lễ, mặc dù là vào ngày 25 tháng 12, sẽ là thánh lễ Chủ nhật, lễ Thánh Gia Thất. Năm nay hầu hết các giáo xứ đều hủy bỏ thánh lễ tối thứ bảy để giảm bớt sự nhầm lẫn. Để hoàn thành nghĩa vụ này ngày Chủ nhật, anh chị em có thể tham dự bất kỳ thánh lễ nào sau đây. Thánh lễ tối thứ bảy sau 4 giờ chiều ngày 25 tháng 12. Thánh lễ Chủ nhật, bất kỳ thánh lễ nào vào ngày 26 tháng 12. Luật là như thế, nhưng chúng ta hãy xem đó như một lời mời thay vì một nghĩa vụ, để chúng ta có thể kết hợp với nhau như một gia đình giáo xứ và vui mừng chào đón Chúa Giáng sinh. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần các phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.